Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Chúng ta lại xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây đang theo chân chú Vũ Minh Châu sang vườn Nhật Cường Cổ Loa để xử lý một tác phẩm cho nhà vườn. Đây, chào chú Châu nhá. Rồi, chú Châu Lê Thọ, chào anh em Yêu Cây nhá. Chào bạn Tùng nhá. Chào Lê Thọ. Hôm nay bạn thắp Tùng sư phụ đi sang bên này à? Sang bên này để sửa cây cho bạn Nhật để tí nữa xin bữa rượu. Ôi giời, tuyệt vời. À, đây là cây của Nhật hả chú? Cây Nhật, cây này. Cây Nhật. Cây này của Nhật hồi xưa chú để cho Nhật đấy. À đấy. Vâng. Chào Châu nhá. Xin chào cô. Đây nhìn cái mặt này rõ hơn thì chút nữa là chú Châu sẽ cắt sửa thì nó rõ hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm. Chú ơi, chú cắt luôn à? Người nhà không. Anh ạ, em chào anh ạ. Em chào anh Cường. Nói là em rồi đấy. Toàn người nhà không. Còn tôi quý lắm, là nhanh nhẹn. Đây xem đồ nghề của thầy có gì. Đây, cái kéo đây luôn này. Đấy. Có mỗi kéo cái cưa mà đi khắp thế gian này. Đấy, kéo đây. Đấy, kéo đây mọi người. Vâng. Kéo đây. Xin chào Trần Tuyển nhá. Đây rồi. Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta được giao lưu với cả Trần Tuyển nữa. Bốn thầy trò mà một cán bộ đường nối nữa là năm. Nào, thu chỉnh nào. Đấy, để xem thầy cưa cắt thế nào. Như cái này nó xong nhiệm vụ rồi, phải bỏ nó đi này. Những cái cành này nó xong nhiệm vụ rồi á. Cứ ra quân luôn đấy. Luôn vào ngay. Giữ đỡ gì. Mấy hôm nay mấy trang phục của các thầy đây là chủ yếu là đi để uống rượu thôi chứ khả năng không phải trang phục làm rồi. Mấy cả bọn này mấy cái mâm này nó bao tầm ngắm hết rồi, để đến lúc đủ tầm là cắt thôi mà. Thì nó không phải vất vả định hình giữ. Phải ngắm từ hôm nọ thôi. Hôm nọ cũng có đồ tại đã beng luôn từ cái hôm mà không uống rượu ở đây ấy, là hôm là gì nhỉ? 82 đấy. Ở đấy hôm sinh nhật. Những cái là một tí nữa ông Nhật ông cho uống chén rượu, ông con bảy bạ sang đây chẳng làm đéo gì cả, chỉ đợi đến giờ uống rượu. Nhật đây. Chú ơi, nuôi vậy nó lên nu là như nhà nhỉ? Đấy. Đây là trước là những cái nét đục đúng không? Nét đục đấy. Bây giờ trong quá trình mình nuôi để mình đất luôn này. Những cái này nó xong nhiệm vụ rồi, nó cũng bỏ đi để cho thế sau nó nhoi đây. Đây là cái nét đục của biển nhỉ. Thời trước khủng khiếp. Con này là ngoài gì? Con này chân tay này lên đá này. Trông nó như ông cụ. Đó, không bằng cây của nó nữa. Thầy ta. Nhà thần cho bằng thầy, chọn bằng thầy. Cây của ông mới mua á. Ừ. Ông nhà thần sao biết được chọn bằng mỗi cây mỗi vẻ. Tiền thì bằng nhau. Đẹp quá nhỉ. Đúng không? Ở cây họ mới mua rồi. Lớn nhanh, thằng ngoài nó còn. Thằng ngoài nó còn em quay nó còn chưa lên. Ông thằng bây giờ à? Chú cầm cho quay cho anh xem bây giờ chú biết cây trước thì chú nói chuyện anh cả chú. Thì là mình nắm cây này cũng chưa sâu đâu. Để chia sẻ, để anh nhặt quá thế em. Họ nhặt quá thôi. Vâng. Nhặt rồi. Em cắt cây được. Anh này sư phụ bảo cắt điểm nào, cắt điểm đấy chuẩn luôn. Thế tuyển nhớ cây này đúng không? Tuyển chia sẻ cho anh cái. Cái này thì thực ra đợt trước ở cái video mà cách đây khoảng tầm chắc phải 8 tháng 10 tháng rồi chú nhỉ? Tầm 10 tháng ấy. Đi trước ấy nhỉ? Vâng. Cái đợt đấy là đi triển lãm đúng không? Tháng 10 đợt trở triển lãm Đông Anh là chú Châu sang cắt một hôm. Đấy, đến bây giờ là đâu mới nhìn nó lớn khủng khiếp luôn. Để ngày. Nhưng mà cháu thấy nó biến nhiều thật đấy chú ạ. Anh là về anh Cường ơi, ở bên này đây là những cái đợt trước nó chưa cắt là những cái điểm này là nó vẫn còn đang há này. Đợt xong 10 tháng nó đã múp hết. Nó phát triển nhanh. Thế Cường học với cái Nhung là học học cấp 2. Mà thế nào các anh để chị đấy nó phải chạy tận sang để trai chủ quốc của em sang đây lại sướng mất. Bạn nó bảo tớ phải lấy chai phố không chơi. Là sinh thế mà bóng đéo tớ. Để sinh chạy sang bên triều cung.
nhanh lắm, nó tháo bát lắm. Nắng sâu họ vú ấy. Anh Châu. Một cây 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 vừa đường nét thôi, đường nét chạy rất khó chịu các bạn, rất khó chịu. Thì thực ra nó đây là một cây, bản thân nó là một cây phôi rất già của ngày xưa chú phá ra cho nó đục, nhưng cái nét thẳng này là chú phá ra hết rồi. Đợt trước sang là nó vẫn còn đang đến đây rồi, nó đang mím đến đây, mới mím đến đây, bây giờ nó đã co hết vào, một thời gian nó sẽ lấp hết lại, tràn đầy. Ai đang trong kia đấy anh? Bây giờ cái phương pháp nuôi thì như chú nuôi là lúc nào cũng cứ phân lợn thôi, phân lợn nái khô các bác nhé. Đấy. Cứ thay hết đợt này nó khác hết là vào lại như cây đây thay, mỗi lần một lần dâng bệ nên là thay một lần thay đất, thì một năm cắt hai lần, hai năm thì thay đất rồi dâng bệ một lần. Và khi xử lý tất cả những chân rễ rồi đường thân này đã được chú xử lý qua cái đục rồi cắt giật cắt chuyện thì nó sẽ không lo béo. Các bác có nhiều bác em thấy nuôi toàn đất cằn thôi nhưng mà cây vẫn béo, béo vẫn béo. Em lý do tại sao nó không béo? Bởi vì chú cắt chuyển dễ. Nói nữa là phải cắt chuyển nó không béo. Chú cắt chuyển dễ cũng phải. Những cái đoạn dễ đây này, các bác có thể nhìn là chú cắt chuyển từng đoạn một và cắt liên tục, mỗi lần cắt thì nó lại phải phun ra những rễ con. Sau đó thì nó đã phát triển dần dần lên. Nó không hút mạnh rễ to được anh. Cái đường chuyển nó to bằng cổ tay thì nó lên nhanh lắm. Nó tập trung vào đó giật mà. Nó hút hết luôn. Thế chúc thầy Châu phải chia sẻ tí đi. Xem lý do tại sao mà nuôi nhiều này cây vẫn không béo, nó chỉ xị ra này. Đây là những cái nét cắt chuyển này. Nó cứ to tí xong là chú đã cắt này. Cứ khoảng phân một. Cứ đến đây cái là cắt. Cắt xong rồi lại lấy chuyển sang khác. Đường nó cứ lắc kể cả tay chân thế. Và những cái mạch chạy nữa, chú quan sát cả những cái mạch chạy nữa. Xin nuôi phần nào, phần nào cần nuôi, phần nào cần thắt, phần nào cần phình. Hay quá nhỉ. Đây như bên này là chú cắt nhiều đấy đúng không? Đấy, cắt rất nhiều. Cắt chỗ này xong nó ra đây đúng không? Nó ra đến đây xong lại cắt tiếp, xong lại chạy dần lệch ra đây nữa. Chứ không phải cứ nuôi cái nó to bằng cái cổ tay rồi xong mới cắt. Thì nó không đạt. Họ nên là mình có điều chỉnh được ạ. Điều chỉnh á. Đây những cái mầm nu này nuôi đạt rồi thì lại cái rễ này là rễ rơi à? Cái rễ này là trước chú để lại hay là nó mới đấy? Không, để lại để nuôi mà. Tại vì cái thân này, thân hoành nắc ở trên này cho lại những cái đường chuyển của nó đã hết rồi. Thì phải lấy từ đây nuôi, khi nó đạt đây chắc là bỏ thôi. Nhưng cái nét này sau này chú có để không? Em nghĩ là bỏ. Bởi vì nó không nó sẽ treo cái ý của chú nó treo cục bìu này, nhưng mà chú muốn nuôi cái cục bìu nó to lên. Cho nó phình ra hẳn, trông nó đậm nét. Nó phình nữa. Phải cắt đi thì nó mới chênh vênh, nó mới treo leo được. Em nghĩ là sẽ xử. Để cho đúng rồi. Cắt xong bắt đầu mình đóng cái cây. Sư phụ cắt đây rồi. Quay tổng tài mình hỏi chú. Đấy, đúng rồi. Vâng. Về đã cháu. Học bài đây anh. Ông. Một con tiếp theo anh ơi. Về à? Em chào anh ạ. Em về anh. Chú về sư phụ rồi. Đâu có chạy về vườn tí mà đang có. Dân cây đây có ông giàu nhỉ, chỗ nào ô tô nhỉ, ra đây có thể cái này chốc cường nhỉ. Vâng. Làm xong ở đây thế này em gửi lại anh lâu lắm cũng cầm máy nói sợ các bác toàn cắm đất. Vâng. Chúng ta đang tiếp tục theo dõi chú Vũ Minh Châu cây này, nhưng bây giờ hiện tại nó đang vẫn còn tốt lắm, vẫn nhìn chưa rõ. Chúng ta xin phép là sẽ quay lại một ít phút nữa để chú Châu làm lớn nhanh lắm ấy ạ. Trông sụ sị này và chia sẻ với lại con này đường chạy. Xin cảm ơn quá đẹp luôn các bạn. Đây xin chào chủ tịch. Chúng ta đang được giao lưu với bạn Trần Lâm, chủ tịch của hội yêu cây của Nhâm Tuất 1982. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.